các lãnh đạo Lào, Miến Điện và Việt Nam gặp Thủ tướng Nhật Bản sau hội nghị thượng đỉnh. Kính thưa quý vị, tin từ Tokyo, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã gặp các nhà lãnh đạo của Lào, Miến Điện và Việt Nam bên lề hội nghị thượng đỉnh giữa Nhật Bản và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ở Tokyo vào ngày hôm nay. Ông Abe đã bắt đầu với một cuộc họp với Thủ tướng Lào, ông Thongsin Tamavong. Ông Abe đã sang thăm Lào vào tháng 11 để thảo luận về sự hỗ trợ của Nhật Bản cho sự phát triển kinh tế và cải thiện cơ sở hạ tầng trong quốc gia này. Các cuộc thảo luận của họ tại Tokyo tiếp tục về các vấn đề này cùng với việc tăng cường quan hệ an ninh và quốc phòng. Ông Abe cũng đã gặp gỡ với Tổng thống Miến Điện ông Thein Sein. Theo hãng tin Kyodo của Nhật Bản, Nhật Bản đã cam kết hơn nửa tỷ Mỹ Kim viện trợ cho Miến Điện để giúp đỡ xây dựng cơ sở hạ tầng và thúc đẩy hòa bình trong nước này. Vào năm tới thì đánh dấu kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia và một biểu tượng đặc biệt để kỷ niệm đã được công bố tại cuộc họp báo chung. Sau cuộc gặp với ông Thein Sein, ông Abe đã hội đàm với Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng. Hội nghị giữa Nhật Bản và các nước ASEAN đã diễn ra trong bối cảnh một số nước đang tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc ở biển Hoa Đông và biển Đông. Phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc đã cáo buộc ông Abe đang tìm cách liên kết với các nước ASEAN để cô lập Trung Quốc. Nhật Bản và các nước ASEAN đã đồng ý vào cuối hội nghị thượng đỉnh 3 ngày về sự cần thiết của tự do trên biển và trên không và giải quyết một cách hòa bình các tranh chấp. Ông Abe cũng đã gặp Phó Thủ tướng Thái Lan Niwat Thamrong Bongsorn Pasan và Thủ tướng Campuchia Hun Sen vào chiều cùng ngày.